Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt thiết bị đèn dây LED thanh thông minh và đèn dây LED check light thông minh. Đầu tiên, bạn cần đảm bảo thiết bị của bạn đã được cấp điện và điện thoại của bạn đã kết nối tới mạng Wi-Fi của bạn. Để reset, bạn cấp nguồn hoặc tắt nguồn thiết bị liên tiếp 5 lần. Khoảng thời gian giữa hai lần cấp nguồn là 3 giây, đèn nháy trắng 3 lần. Trong vòng 8 giây, thực hiện ngắt nguồn rồi cấp nguồn lần nữa để xác định reset. Nếu đèn tắt rồi chuyển sáng trắng tức là reset thành công. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt thiết bị vào ứng dụng. Bước 1, các bạn truy cập vào ứng dụng Rally Smart V2. Chọn mục cài đặt. Bước 2, bạn chọn cài đặt thiết bị. Bước 3, bạn lựa chọn HC, chọn dấu cộng ở góc bên phải. Chọn quét qua HC, rồi chọn quét thiết bị. Bạn sẽ chờ thiết bị được thêm vào ứng dụng, khi thiết bị có chữ mới tức làm thêm thành công. Để thêm thiết bị vào phòng. Bước 4, bạn trở về mục cài đặt. Chọn cài đặt phòng, ấn thêm phòng. Bước 5, bạn chọn HC. Bước 6, bạn đặt tên cho phòng rồi ấn lưu. Bước 7, bạn chọn mục không ở trong. Chọn các thiết bị muốn thêm vào phòng. Lúc này, các thiết bị đèn sẽ xuất hiện trong mục đang có. Sau đó, bạn ấn lưu. Và chờ một chút để thiết lập hoàn thành. Lúc này đèn sẽ nháy 6 cảnh. Bước 8, khi hoàn thành, bạn ấn nút tiếp tục. Rồi bạn chọn mục trang chủ. Ở đây sẽ hiện phòng bạn vừa thiết lập và có thể điều khiển tại đây. Bước 9, bạn chọn phòng có thiết bị. Bạn có thể tùy ý chọn cảnh cho đèn như trên. Bước 10, để điều khiển từng đèn, bạn chọn ký hiệu 3 thanh như trên video. Gạt thanh để điều khiển tắt bật. Hoặc chọn vào đèn muốn điều khiển để điều chỉnh cường độ. Hoặc màu sắc của ánh sáng. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo kịch bản thông minh cho thiết bị. Bước 1, bạn chọn Automation, rồi ấn mục tự động. Bước 2, bạn chọn dấu cộng góc phải. Bước 3, bạn bật mục cài đặt làm kịch bản. Bước 4, bạn chọn HC. Bước 5, bạn cài đặt thời gian. Bước 6, tại mục kích hoạt đầu ra, bạn chọn phòng có thiết bị rồi chọn cảnh. Bước 7, bạn tắt mục đầu vào rồi ấn lưu là hoàn thành. Trên đây là toàn bộ các bước cài đặt thiết bị đèn dây LED thanh thông minh và đèn dây LED check light thông minh. Chúc các bạn thành công!